Chào mọi người, mình là Ryan đây và chào mừng mọi người quay trở lại với series chiến lược trong ngày tập số 30. Video này mình dùng để phân tích chiến lược ngắn hạn intraday cho các bạn học viên quan sát, giúp các bạn tiến bộ nhanh hơn trong quá trình học. Thì so với video tập số 29 thì chúng ta đang có một số sự thay đổi trong cấu trúc đối với vàng UZ và EU, thì chúng ta sẽ cùng mapping lại cấu trúc để cùng nhau theo dõi và giao dịch được. Vào ngày hôm qua thì mình cũng có cho mọi người một kèo quan sát ở khu vực 2009 cho tới khu vực 2012. Thì hôm qua thì giá nó chạm vào được tới 2011.8 này, sau đó nó tạo ra một cái đoạn cấu trúc con nằm ở bên trong khung M15, nằm ở bên trong khung M15. Rồi thì hiện tại giá nó đang nằm ở cái trading range nằm ở khu vực 2015 cho tới 1981. Và chúng ta nhìn ở khung thời gian 4 giờ thì có thể thấy được rất là rõ là giá nó đang tạo ra một cái order flow của đội sell ở đây với một cái RMS nằm ở trên đỉnh như thế này. Thì chúng ta có thể hình dung được đây có thể là sẽ là một cái nhịp quét SH nếu như mà giá nó có thể trực tiếp phá vỡ qua được cái vùng demand flip này của chúng ta. Đó, thì giá nó sẽ quay trở về cái cực trị ở bên dưới này, nằm ở khu vực 1961. Và do là chúng ta là intraday trader cho nên là chúng ta sẽ xuống khung M15 để mà chúng ta theo dõi tiếp cấu trúc của thị trường. Thì ngày hôm qua sau bản tin quan trọng thì vàng nó có một nhịp tăng rất là mạnh lên và nó tạo ra mô hình V-shape. Nhưng mà mọi người nếu như mà mọi người chú ý thì đây nó chỉ là một cái cấu trúc con nằm ở bên trong cái TR từ 2015 cho tới 1980 này. Thì hiện tại là giá nó đang nằm ở bên trên cái vùng premium của cái TR này, cho nên là đội sell họ sẽ có một cái ưu thế tốt hơn đó. Và cho đến khi nào mà cái vùng cực trị của cái con sóng này nó bị phá vỡ qua thì vàng nó sẽ có một cái nhịp hồi phục về những cái vùng cao hơn. Và nếu như mà trong trường hợp giá nó có thể phá vỡ được cái swing low của khung thời gian 4 giờ này, cái swing mới của khung thời gian 4 giờ này, thì vàng nó sẽ quay trở về cái vùng cực trị theo cái order flow tăng của thị trường. Tại vì mọi người nhìn được là mặc dù là vàng nó đã có một cái nhịp rớt mạnh như thế này nhưng mà giá nó vẫn đang được giữ lại ở cái demand flip, cái vùng control của cái nhịp sóng tăng này này, của cái nhịp sóng tăng trong cái cấu trúc minor ở đây từ khung thời gian D trở đi. Vậy thì chúng ta sẽ có hai kế hoạch rất là rõ ràng. Thì đầu tiên, những ai mà chúng ta đang giữ được lệnh sell ở vùng ở trên này thì mọi người có thể gồng về target thứ nhất là đáy 1991 và xa hơn nữa là 1981. Còn đối với những anh chị nào mà chúng ta canh buy, chúng ta canh buy thì bắt buộc là chúng ta phải chờ ở đáy của cái cây nến khung thời gian 4 giờ này. Tại vì ở đây nằm ở khu vực 1999 cho tới 2000 ha, thì nó cũng là cái vùng cản tâm lý. Thì miễn là giá vàng nó vẫn được giữ ở trên mốc 2000 thì nó vẫn thể hiện được là đội buy vẫn đang chiếm ưu thế ở trong thị trường này. Tại vì vàng nó đã có một cái nhịp tăng rất là mạnh rồi, cho nên là hiện tại để mà đội sell vào cuộc và đảo và tạo ra một cái đảo chiều ở những cái khung thời gian lớn ấy, thì sẽ cần một cái khối lượng rất là lớn. Cho nên là họ sẽ không thể nào mà họ nhồi khối lượng một lần được. Họ sẽ tạo ra những cái giai đoạn cấu trúc đi ngang để mà chuyển cái khối lượng của mình vào dần, rồi sau đó là mới đẩy giá đi. Đó, thì hiện tại miễn là giá được giữ trên khu vực 2000 thì vẫn thể hiện được rằng là đội buy đang chiếm ưu thế ở khung thời gian 4 giờ nhé. Rồi, thì những ai mà chúng ta chưa bắt được lệnh ở khu vực 12, 10, 12, 11 này thì mọi người có thể chờ khi mà giá nó quay trở về để mà nó xử lý cái mốc IDM của khung thời gian M5 ở đây. Đây, chuyển qua khung M5 thì mọi người thấy rõ hơn. Và giá nó đang tạo ra một cái bể thanh khoản ở bên dưới này. Thì chúng ta sẽ mong chờ vào việc là giá nó tạo một cái nhịp pullback quay trở lên khu vực khoảng 2010 để mà chúng ta sell xuống những cái khu vực thấp hơn. Ok, thì đó là cái chiến lược cho vàng. Rồi tiếp theo là về UZI. UZI thì trong video 29 thì chúng ta canh sell ở khu vực 134.76 này, tức là cái vùng cực trị của khung thời gian D
một cái vùng swing 2 của khung thời gian D. Và khi mà chuyển qua khung thời gian 4 giờ thì chúng ta cũng có thêm một yếu tố nữa, đó là thanh khoản ba đỉnh ở đây, đúng không? Rồi cái nhịp giảm này ngày hôm qua thì mình cũng không bắt, tại vì do là cái swing low của khung thời gian 4 giờ thì nó nằm tận ở khu vực 133.7, cho nên là một cái nhịp phá vỡ của khung M15 ấy thì nó cũng không thể nào mà giúp cho giá đi quá mạnh được. Và hiện tại là giá nó đang được giữ lại ở cái vùng cực trị của cái con sóng tăng M15 của cái con sóng tăng M15 ở đây này. Đấy. Rồi, thì khi mà chúng ta chuyển qua khung thời gian 4 giờ ở đây thì ở trên khung thời gian 4 giờ chúng ta vẫn còn một cái fresh pay, và cái vùng này cũng là cực trị của một cái sóng tăng khung thời gian 4 giờ. Đấy, và mọi người cũng có thể để ý được là ở cái khu vực mà chúng ta tham minh sale đầu tiên của cái UZ, cái con UZ này, thì giá nó cũng nằm ở đâu đó là khoảng Fibo 618 của cái con sóng này, cho nên là vùng này hiện tại cũng theo mình thì nó không đủ uy tín để mà chúng ta tham minh sale một cái lệnh sale về khu vực bên dưới này, về khu vực bên dưới này nhé. Đó. Rồi, thì trước tiên là kế hoạch của chúng ta đã chuyển từ canh sell dài xuống sang canh buy ngắn hạn lên tiếp khu vực 136.185 này. Đó, thì khi mà chuyển qua khung thời gian M15, chuyển qua khung thời gian M15, chúng ta cần giá nó phá vỡ qua được cái vùng swing mới này, và sẽ rất là tốt nếu như mà cái nhịp tăng lên này của con Uzi nó có thể thủng qua được cả cái swing boy của khung thời gian D, thì chúng ta sẽ có một cái vùng bay ở bên dưới này để mà chúng ta chờ giá nó quay về, chúng ta canh buy lên. Ok, thì đó là chiến lược mới đối với Uzi. Thì tiếp theo là EU thì trong video 29 thì mình có cho mọi người chờ ở hai khu vực, một là cái bay tạo ra quét thanh khoản của khung thời gian 4 giờ. Và nó bản thân nó cũng là một cái demand flip. Ở ngay ở trên này thì chúng ta có một cái đáy giả ở đây, và giá nó quay trở về, nó xử lý thanh khoản ở cái đáy giả này, sau đó nó tăng lên. Rồi thì hiện tại là ở trên khung thời gian D, do là giá nó vừa mới tạo ra một cái nhịp xử lý, một cái nhịp phá vỡ đỉnh này, cho nên là hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được là liệu đây có phải là một cái nhịp hồi quay trở về để xử lý thanh khoản hay không, hay là nó chỉ đơn giản là một cái nhịp quay trở về vùng flip để mà tăng tiếp lên những cái khu vực cao hơn ở trên này ha. Đó, cho nên là hiện tại chuyển xuống khung thời gian 4 giờ. Chúng ta thấy được là giá nó đang bị giữ lại bởi cái vùng supply flip của cái con sóng 4 giờ ở đây này. Đây là sóng swing nhé, và đây là cấu trúc con. Đây là cấu trúc con của một cái nhịp giảm này. Rồi, giá nó được giữ lại ở đây. Và cái vùng cản này nó được giữ vai trò như là cái vùng cực trị mới của đội sale. Nếu như mà vùng này bị phá thì khả năng cao là EU nó sẽ có một cái nhịp tăng tạo ra một cái đỉnh mới ở khung thời gian D nhé, Rồi thì chúng ta sẽ chờ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chờ cho giá nó xử lý cái mốc thanh khoản của khung M15 này, và chúng ta tham minh canh sale EU ở khu vực 1.09919. Target thì chúng ta sẽ quay về đáy cũ ở bên dưới này. Còn nếu như mà giá nó thủng qua được vùng này và không có confirm thì chúng ta sẽ canh buy lên bằng flip. Ok, lên tới cái vùng cản này. Đấy. Rồi, ok. Rồi thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mọi người có thể còn những cái chiến lược mà không có sự thay đổi thì
như là EA và GZ thì mọi người có thể xem lại video tập số 29 để hiểu về chiến lược của chúng ta. Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người ở video